哦，小虎没饭吗？没饭。啊？你没饭就挨饿啊？啥？饭挨饿啊？小虎正在做，在饭里头。对，小虎xem thằng bạn cho nó thích ăn gà gì thì hay là đây lấy con này đợt này. Cháu ngừng tức tắc rồi. Đấy mày ăn con nào mày chọn con đấy. Cháu tí nữa cháu đi. Vâng. Con đấy được không? Nhìn được. À, đấy lấy con đấy. Mua vào cho mẹ mày thịt. Gà nhìn ngon phết đấy. Nhìn thế này. Oh,